Ngày 30 tháng 11, Tòa án Nhân dân huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án trộm tài sản và tuyên án bị cáo Bùi Công Thành, 27 tuổi, ở thôn 3 xã Đức Tân, huyện Mộ Đức, 4 năm tù giam về tội trộm hàng loạt bình ắc quy của các xe ô tô công trình. Theo cáo trạng, trong thời gian giữa năm 2018, Bùi Công Thành đi thám thính các ô tô tải đổ ven đường ở công trình. Sau đó, chọn thời điểm đêm khuya, đối tượng ra tay trộm cắp. Có trên 10 ô tô bị Bùi Công Thành trộm bình ắc quy. Số bình trộm được, Bùi Công Thành đem xuống xã Đức Lân, huyện Mộ Đức bán lấy tiền tiêu xài.